Hello, Lan xin mến chào quý cô chú anh chị em. Trời Houston được một hai trận mưa rồi, nhưng mà dông nhiều hơn mưa. Nên thành thử ra vườn của Lan cũng xảy ra một vài sự cố, cụ thể là cái sự cố đường ống nước của cái hồ cá coi á, nó bị thay đổi cái nhiệt độ đột ngột á, xong nó co giãn á, nó làm cho nứt ống rồi, xong rồi cái nó rỉ nước ra. Lan không có để ý, tại vì Lan đi đón con, Lan ấy đang về, đang vô nhà luôn. Ông xã Lan thì khoảng nửa tiếng sau mới đi làm về thì ông ra, ông hút thuốc, ông thấy cái nước cạn giật xuống gần nửa hồ, ông hết hồn trơn, tưởng đâu là cái đáy hồ nó bị lũng cô chú anh chị em. Tưởng đâu là cái đáy hồ nó bị lũng, xong ổng đi kiểm tra hết một vòng thì ổng thấy không có gì, xong ổng lại ổng kiểm tra chỗ cái thùng lọc có, thì ra là nó bị lít nước, nó bị rỉ nước ở đó. Xong rồi á, cái nước á, nó thay vì nó chảy qua cái thùng khác rồi nó không chảy, nó cứ rỉ ra ngoài cái chỗ đó, nó chảy thẳng ra ngoài chỗ đó đó, nên thành thử ra nó hút bao nhiêu á, nước nó hút bao nhiêu là nó chảy ra hết. Ổng mà ổng phát hiện trễ chút xíu nữa là nó hút hết hồ cá luôn rồi, là mấy con cá này kể như là đem đi muối luôn rồi, hên dễ sợ luôn. Xong rồi bữa đó là ổng đi làm về là nguyên một buổi ổng ngồi ổng sửa, ổng chưa có sửa được á, chưa có sửa, chứ ở không sửa là chứng gì là sửa tạm để cho cái hệ thống nó tạm hoạt động thôi. Mà cũng hên ông xã Lan ổng nói là nhờ ổng làm cái system này, ổng không có làm theo nguyên bản mà trên trên mạng ông học được, ổng chế ra những cái đường đi nó hơi có những cái nó hơi riêng biệt á. Nên thành thử ra nhờ vậy mà khi mà bị một cái đường ống là những cái khác nó vẫn còn hoạt động, chỉ có bịt cái đó lại hoặc là ngắt cái đó đi thôi, là những cái khác nó vẫn còn hoạt động, không ảnh hưởng tới những cái con đường khác, những cái đường ống khác. Cũng hên tự nhiên ổng chế ra, rốt cuộc thấy cũng hay. Thì thôi, đây đây là cái mà Lam cũng muốn nói đây nè. Trời ơi, cô chú anh em thấy trời lúc thì hạn, lúc là mưa được, cái bắt đầu là ổng giông gió, ông mưa hoài, tại vì mùa này bắt đầu vô mùa bão nè. Đây nè cô chú anh chị em, cái bữa mà giông gió đó đó là cái hàng rào bên đây của Lan nó bị sập nè. Đây đó cô chú anh thấy, chị em thấy nó sập không? Thì hôm trước, lúc trước là cái khúc trong đây là Lan nuôi gà, chuồng gà trong đây nè. Nhưng mà cái nguyên cái miếng này nè cô chú anh chị em thấy cái miếng mà nó mới mới nè. Là nguyên cái khoảng này là nó bị sập nè. Xong rồi cái bắt buộc ông xã Lan phải lùa gà vô trong đây, xong rồi rào tạm lại cho tụi nhỏ nó ở trong đây. Nó nhỏ hơn, cái khu này nó nhỏ hơn, tạm thì thôi, đợi rảnh cái bắt đầu là ổng sửa cái hàng rào kia rồi, nhưng mà phải làm thêm một cái miếng cái bên hàng rào bên đây nữa thì mới dí cái chuồng gà vô trở lại, mới làm chuồng gà lại được. Thì nói là làm vậy thôi chứ bận quá, làm không nổi, không xuể cô chú anh chị em. Công việc thì nó bận nè ha. Thêm cái nữa là trời nắng nóng quá, những ngày mà rảnh mà ra không làm không nổi, nắng nóng mà 100 lẻ mấy độ, có khi có ngày lên tới 115 độ F luôn á cô chú anh chị em. Nóng mà nóng nóng cực kỳ luôn. Mà ở Houston này nó gần biển á, nên là thử ra nóng, xong rồi cái nó có cái độ ẩm nữa, nên thành thử ra nó khó chịu lắm. Rồi nên ông xã Lan ông không có làm được. Giờ là thấy lất phất muốn mưa rồi nè. Kệ mưa đi cho Lan đỡ phải tưới nước. Ủa, đỡ phải tưới nước tại vì mấy tháng rồi tiền nước quá trời quá đất rồi. Thì nhờ nó sập vậy đó là ông xã Lan ổng nói chắc cuối tuần này xin nghỉ 1 2 ngày để mà dọn cái đó với lại làm hàng rào lại. Thì khi mà làm ổng làm với lại có một người bạn với lại ông anh rể qua phụ nữa, thì Lan sẽ quay lại. Lý do mà bên đây tụi Lan hay tự làm là tại vì khi mình làm những cái đó đó, tiền công mướn mắc lắm cô chú anh chị em, cực kỳ mắc. Họ tính bằng cái đơn vị foot, bên Việt Nam mình tính bằng mét, vô bên đây tính là đơn vị foot, thì họ tính là 1 foot bao nhiêu tiền vậy đó. Thật ra khi nguyên một cái mảng mà dài từ ở trong cái chỗ đó đó, cái chỗ bị giấy sập quá dài trong ra, mình tùy mình sửa là mình sửa sửa thẳng ra ngoài này luôn, là tính ra là nếu mà mình tự làm á thì mình vật liệu á là khoảng chừng 500 600 tỷ đô
Nhưng mà nếu mà mình mướn người ta là có thể là 1-2 ngàn mà người ta còn không chịu nhận nữa. Tại cô chú biết, cho em biết tại sao người ta không chịu nhận không? Là tại vì người ta làm á, một cái ngày công của người ta muốn làm trọn vẹn, người ta muốn lấy giống như là một nhận nhận một lần một mối á, là lấy cho xứng đáng. À, người ta không muốn làm lắt nhắt, là người ta phải làm hết một lần, hết nguyên cái hàng rào của mình hoặc là phân nửa. Chứ ít ít vậy đó, người ta giống như là cái công đi của người ta, đi tới đi lui của người ta là hết rồi, nên ta không muốn nhận. Mà nếu mà cái nhà của Lan cái hàng rào nó dài lắm, nếu mà làm hết cái hàng rào nhà Lan hả, Lan nghĩ chắc 7-8 ngàn chưa đủ á, mà tiền túi của mình bỏ ra làm sao mà đủ. Thành thử ra cô chú anh chị em thấy cái gì cũng tự làm hết là vậy á. Bởi vì ở ở bên Mỹ thấy đàn ông bên Mỹ cái giỏi quá trời, là cái gì cũng biết làm hết trơn á, người ta nói là ngộ biến phải tùng quyền. Nên mấy ổng giỏi là tại vì hoàn cảnh bắt buộc, còn nhiều nhiều người á làm, người ta làm lương cao á, thành thử ra người ta làm gì ta cũng thoải mái trơn á, người ta muốn làm cái gì cái là người ta mướn người về làm liền, là nó nhanh gọn mà đẹp đẽ nữa. Còn mình tự làm á, mà mình phải vừa phải đi làm vừa phải làm những cái thứ việc đó nữa, mà mình không phải là chuyên nghiệp nữa, mình phải làm vừa mò rồi sửa tới sửa lui nên nó lâu. À, nên thành thử ra cô chú anh chị em thấy vườn của Lan á, nó bề bộn là tại vì như vậy đó, là lúc nào cũng Lan với ông xã Lan cũng đang làm cái này đang làm cái kia không à, nên không có dọn dọn xong rồi cái tới chừng làm cái lại bươi ra nữa, rồi mình chưa có giờ làm xong rồi mình dọn đi đâu. Thành thử ra nhiều khi Lan quay lên á, cái nhiều khi Lan cũng ngại là nó tùm lum quá. Thậm chí có nhiều cô chú á đang nghĩ người này, mấy người này chắc là cô chứ không phải chú, tại tên là nữ, vô bình luận trong cái video của Lan á, nói là qua tới bên Mỹ rồi mà vẫn còn ăn ở bề bộn dơ giấy. Thì Lan thấy câu đó Lan không có trả lời, Lan không có trả lời mà Lan chỉ xóa đi thôi, âm thầm lặng lẽ xóa đi, không phải là không muốn để cho mọi người nhìn thấy, mà là tại vì nó để như vậy á, cái nó chướng mắt, nó nhìn nhìn thấy trong cái studio của Lan hoài à. Mà nếu mà Lan muốn mất đi á thì Lan phải bấm thả tim với lại bấm like thì trong cái YouTube studio nó mới mất. Nhưng mà những cái bình luận như vậy á, Lan thấy không có xứng đáng để mình bấm like với mình thả tim. À, cô chú anh chị em biết lý do tại sao không? Tại vì khi mà nói cái câu nói là qua tới bên Mỹ rồi mà vẫn ăn ở bề bộn dơ giấy vậy đó, nghĩa là sao? Nghĩa là tại qua bên Mỹ mới sạch sẽ, còn việc ở bên Việt Nam mới là phải dơ, là mới là dơ giấy bề bộn hay sao? Nói vậy là khi dễ cái người Việt của mình quá, khi dễ cái những người dân của mình ở bên Việt Nam quá. Cái câu đó đó Lan thật sự Lan thấy, Lan trả lời nếu mà Lan trả lời giống như là mình trả lời thẳng thừng á thì mít lòng. Còn nếu như á mà Lan nương theo họ thì cũng không được. Thôi, Lan lặng lẽ Lan xóa cho nó yên chuyện. Còn thả tim với lại bấm like để cho nó đừng có hiện lên trước mặt mình, thì những cái câu bình luận như vậy không có xứng đáng để mình thả tim. Những câu nói đó là những câu nói coi thường người Việt của mình. Những câu nói chính người Việt Nam mà nói, những cái câu nói đó nói mà không có suy nghĩ. Nên nếu như mà cô chú anh chị em mà thấy có những cái bình luận mà Lan không có bấm ban hay là không có bấm like bấm tim mà Lan xóa, là tại những cái bình luận nó có liên quan tới cái vấn đề mà nói, mà cái Lan thật sự là khi dễ Lan không nói gì, nói là cô vợ chồng cô ăn ở dơ hay này kia, là Lan không có, Lan không có xóa. Nhưng mà tại vì nói là qua tới bên Mỹ rồi vẫn ăn ở bề bộn dơ giấy nên Lan mới xóa. Cái này là cô chú anh chị em nếu mà ấy là thông cảm cho Lan, tại vì cái này là cái tự ái dân tộc. Thôi Lan lan man nhiều quá rồi, lại cô Lan cố tình Lan nói lan man để Lan quay mấy con cá nè, tại vì bốn bốn mắt cá thích coi đàn cá của Lan, nên là thở đang cố tình Lan nói lan man vậy đó, để cái Lan quay đàn cá cho có gì em bốn có vô thì coi nha em bốn. Chị biết em bốn khoái cái con cá vẫy rồng đây, cá vẫy rồng, cái con mà đang đang bơi là gần Lan là gì vậy? Tự nhiên ông xã đang ông nói bữa hổm quên mất tiêu rồi. Đây cá vẫy rồng nè bốn ơi, đó con vẫy rồng con cưng của chị đó, lúc này nó bỏ chị rồi, nó chơi với
con cá vàng vàng ống ánh hồi nãy á, nó có bạn rồi, nó không thèm chị nữa. Thôi thì Lan xin phép kết thúc video của Lan ở đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi video của Lan nha. Thì cô chú anh chị em xem video cho Lan xin một like ha. Làm ơn cho Lan xin một like. Cái này là không có nói là thích thì cho Lan xin một like nữa, mà xin thẳng luôn. Xin thẳng luôn là cô chú anh chị em xem video nhớ cho Lan xin một like. Bây giờ bất chấp, không có xấu hổ gì nữa hết trơn á, xin like bất chấp luôn. Rồi thôi, hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Nếu mà cô chú anh chị em nào mà chưa đăng ký thì đăng ký giùm cho Lan nha, để giúp kênh của Lan nó lớn mạnh hơn chút xíu nữa. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.